Đây là bảo tàng Aachen, một thị trấn nhỏ ở Đức. Đang được trưng bày là một cuộc triển lãm mang tên The Throne of Deception. Và trung tâm của nó là bức tranh mà tôi đang đến xem. Đó là một trong những bức tranh độc đáo nhất trên thế giới. Vamir Guerin, kẻ giả mạo đánh lừa Đức Quốc xã. Trước khi bức tranh của ông ta có thể được bán, nó phải được xác thực bởi một chuyên gia như một Vermeer chân chính. Tiến tới Abraham Bradius. Ông ấy đây, với đôi mắt hạt và bộ ria mép giống hải mã. Ở thời điểm đó, ông ấy là nhà sử học mỹ thuật đáng kính nhất của Hà Lan. 83 tuổi, ông ấy là một người khổng lồ trong lĩnh vực của mình. Lời của ông ấy chính là luật. Nếu ông ấy nói một bức tranh nào đó là của Vermeer, thế giới sẽ tin điều đó. Lúc bấy giờ, đưa bức tranh cho Bradius. Và Vermeer Guerin không muốn lộ diện nên đã thuê một người trung gian. Một nghị sĩ Hà Lan tên là Gerhard Boon. Và Vermeer Guerin thậm chí còn gán cho Boon một câu chuyện. Bức tranh thuộc về một gia đình Hà Lan cũ. Họ đang gặp khó khăn, họ đang sống ở Ý phát xít. Họ cần phải tuôn bức tranh ra ngoài. Tên của họ không được nhắc đến. Ông ta nói với Boon, tên tôi cũng không được. Và Abraham Bradius, nhà sử học mỹ thuật nổi tiếng thế giới, nhìn kỹ bức tranh của Hans van Meegeren. Và ông ấy nhìn thấy màu sắc của Vermeer, chữ ký của Vermeer và những điểm nổi bật đặc biệt của Vermeer trên bánh mì. Và thế là Bradius cắn câu. Ông ấy đã ký vào tờ giấy xác thực kỳ diệu, vô tình thiết lập phần tiếp theo kế hoạch. Điều cần thiết bây giờ là một người mua. Và còn ai để tiếp cận tốt hơn một người đã tin vào sự tồn tại của bức tranh của Vermeer này? Không ai khác ngoài Dirk Hanema, giám đốc bảo tàng Boosimans. Ngay từ đầu đã mơ về lý thuyết của một mối liên kết bị thiếu. Tại thư viện của bảo tàng này, người quản lý hiện tại những bức tranh của họa sư đã phát hiện ra một số bằng chứng đáng chú ý cho thấy cách Bradius đẩy việc bán cho Hanema một cách vô tình. Và bức thư này là của ai? Nó là từ Bradius gửi đến Hanema. Đây là ý tưởng đầu tiên Bradius có khi nhìn thấy bức tranh. Và ông ấy viết, tôi phấn khích quá, tôi đang trong trạng thái ngây ngất. Đây là một bức tranh của Vermeer, một bức lớn. Ông ấy nói, cho đến nay, nó là bức Vermeer tốt nhất. Đó không chỉ là một bức Vermeer, đó là tác phẩm tuyệt đối của ông ấy. Vậy thế giới đã phát hiện ra bức Vermeer mới này như thế nào? Bradius gần như trực tiếp viết một bài báo nhỏ trên tạp chí Burlington, kèm một bức tranh lớn. Và sau đó mọi người đều biết, chính xác. Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc đời của một người yêu mỹ thuật khi ông ấy thấy mình bất ngờ đứng trước một bức tranh chưa từng được biết đến của một bậc thầy vĩ đại chưa bị đụng đến trên tấm vải gốc. Và một bức tranh tuyệt vời, phải nói rằng tuyệt tác. Vậy là ông ta đã bắt được con cá của mình, hai con cá, Hanema và Bradius. Họ đã mắc câu, làm thế nào để ông ta cuốn họ vào? Họ yêu cầu 520.000 guilder. Đó là một số tiền rất lớn. Ngoài ra, nó có yếu tố tâm lý nữa. Ông ta không đòi hỏi số tiền thấp, vì vậy nó thực sự thuộc top đầu. Vâng, việc bán một món đồ giả với giá 12 triệu bảng Anh dễ dàng hơn là bán nó với giá 1 triệu bảng Anh. Bởi vì ai lại tin rằng đó là một kiệt tác nếu nó chỉ có 1 triệu bảng chứ? Đó là một vụ lừa đảo. Mà mánh khóe ở đây là anh thuyết phục người đó đưa tiền cho anh. Tôi nghĩ đó là ma thuật của Vermeer Guerin và cũng là lý do tôi thích ông ta. Tất nhiên, theo một cách nào đó, điều đó gây khó chịu và ông ta đã làm cho bảo tàng của chúng tôi hổ thẹn. Nhưng ông ta đã có thể tạo ra một thứ thực sự được coi là một tác phẩm tuyệt đối. Tuyệt đối. Có lẽ điều đó cũng đã đánh lừa tôi. Tôi tin chắc mình đã bị ông ta lừa.
Bao lâu sau khi Bridius nhìn thấy bức tranh? Tôi nghĩ là 2 tháng. Trong vòng 2 tháng, ông ta đã từ rung chuông cửa chuyển thành đếm tiền. Vâng, ông ta đã làm được 1 triệu phú. Bạn nên dành một chút thời gian để giải thích mức độ của những gì ông ta đã làm, đã bán với mức giá 520.000 guilder. Đó là mức giá cao gấp đôi cho một bức tranh của Rembrandt. Một bức Rembrandt tuyệt vời được bàn giao mà không có một cuộc kiểm tra nào bởi Dirk Hanema, giám đốc phòng trưng bày Boijmans, đã hoàn toàn xác thực. Và vào mùa thu năm 1938, nó đã trở thành điểm thu hút của bảo tàng, được treo ở vị trí đắc địa trong một không gian triển lãm hiện đang được tu bổ. Chuyện kể rằng chính Han van Meegeren đã thực sự đến Rotterdam để xem bức tranh. Tôi nghĩ nó hẳn rất đặc biệt đối với ông ta. Bạn không thể nhảy cẫng lên và ăn mừng, bạn không thể nói với mọi người, bạn không thể nhận được tràng pháo tay và sự hoan nghênh, bởi vì nó là đồ giả mạo và bạn phải giữ bí mật. Tôi nghĩ ông ta hẳn phát điên khi không thể nói cho cả thế giới biết. Một nhà phê bình đã so sánh nó với một bản giao hưởng của Beethoven từ trên trời rơi xuống. Một người khác nói rằng cuối cùng nó cũng cho thấy Vermeer có khả năng nắm bắt cảm xúc tột độ. Han van Meegeren, tác giả của bức Con Nai, đã làm cho tranh của Vermeer xuất sắc hơn. Và bây giờ toàn bộ quốc gia này dường như bị cuốn vào bùa chú của ông ta. Nếu đây thực sự là sự trả thù của ông ta đối với các nhà phê bình, thì đó quả là sự trả thù ngọt ngào. Tuy nhiên, vẫn có những thắc mắc. Sau chiến tranh, khi bị cảnh sát thẩm vấn, và Meegeren nói rằng động cơ của ông ta không phải là tiền, động cơ của ông ta là chứng tỏ với thế giới thiên tài của mình bằng cọ vẽ, bằng cách đánh lừa các chuyên gia. Nhưng nếu điều đó là sự thật, thì chắc chắn ngay lúc bức tranh được công bố, lẽ ra ông ta phải giơ tay và nói, chính là tôi đã vẽ bức tranh. Nhưng ông ta không làm thế, ông ta vẫn tiếp tục im lặng, ông ta tiếp tục làm thế và ông ta đã giữ số tiền. Tôi không thể không cảm thấy rằng van Meegeren bắt đầu trông đáng ngờ như những bức tranh của ông ta. Năm 1926, ngày 15 tháng 6, một vụ án về giả mạo đã được đưa ra xét xử và nó liên quan đến phiên bản thứ hai của bức tranh nổi tiếng nhất của Franz Hals, Cavalier cười. Người đàn ông bị buộc tội bán nó là một họa sĩ, đồng thời là người phục chế tranh có kinh nghiệm tên là Theo van Wingarden, và một nhà sử gia mỹ thuật đã bị lừa để xác thực nó. Tên ông ta là Hofstede de Groot và ông ta cũng bị đưa ra xét xử. Và còn có tên của không ai khác, chính là Han van Meegeren. Tên của ông ta bỗng nhiên xuất hiện. Ai đó đã gợi ý rằng ông ta đã vẽ bức tranh này. Ông ta phải chịu trách nhiệm về sự giả mạo. Và người sần sỏi Hofstede de Groot chỉ đơn giản nói rằng không đời nào Han van Meegeren có thể làm thế. Ông ta không có kỹ năng đó. Bức Cavalier cười lúc này đã bị thất lạc. Nhưng có một bức tranh khác mà nhóm này đều tham gia mà tôi nghĩ là đáng để theo dõi. Có một dấu vết bằng chứng và tất cả đều chỉ về một hướng. Đến một thị trấn nhỏ của Hà Lan tên là Groningen. Ở đâu đó trong hội lưu trữ này là một bức tranh từng được cho là của bậc thầy người Hà Lan, Franz Hals. Bức tranh một cậu bé đang hút thuốc. Nhìn kìa. Người hút thuốc mãn nguyện.
Đó là một tác phẩm khéo léo. Vâng, là đồ giả mạo. Nó được thực hiện rất khéo. Và ông ta đã chọn một họa sĩ giỏi để đóng giả, bởi vì Hans rất thất thường. Ông ấy là một người nghiện rượu, và đôi khi ông ấy sẽ thanh toán hóa đơn ở quán rượu bằng cách vẽ một bức tranh rất nhanh và đưa cho chủ quán. Anh có thể nói đó là Hans, có thể, vào một ngày tồi tệ. Nhưng thực tế là bức tranh này đủ tốt để đánh lừa chuyên gia nổi tiếng Hofstadter The Group. Đúng, đó là sự thật, và ông ấy cũng tin rằng mình đã đúng. Ông ấy thậm chí còn tuyên bố rằng đó là từ nửa sau của những năm 1620, và ông ấy nhận ra cậu bé từ một bức tranh mà ông ấy biết ở Đức, mà theo ông ấy là một trong những người con trai của vị họa sĩ. Ông ấy thích nó đến mức mua nó cho bộ sưu tập của mình. Vì vậy hoàn toàn không có nghi ngờ gì trong tâm trí của ông ấy. Và lúc này anh nghĩ sao? Chúng ta biết từ khoảng năm 1950, đó là một bức tranh của thế kỷ 20. Vì vậy, đó là một bức tranh giả mạo. Nhưng nó đã thực sự đánh lừa Hans trong gần 30 năm. Càng nhìn vào nó, tôi không chỉ thấy bàn tay của người phục chế Van Wijngaarden, mà còn là dấu tay của Van Meegeren. Đó là một tác phẩm tự chế hấp dẫn. Bây giờ khi nhìn vào nó, tôi tự hỏi, có phải đó không phải là thứ mà họ đã chế? Rất có thể. Vâng, bởi vì một số đoạn ở viền này, chúng khá giống với khu vực mà anh tìm thấy trong các bức vẽ chân dung của ông ấy, bức vẽ chân dung của Han van Meegeren. Ông ấy sẽ vẽ một huy chương hoặc một bông hoa cẩm chướng như thế. Người hút thuốc vui vẻ, kẻ giả mạo vui vẻ, kiếm tiền quá dễ. Vậy bài học rút ra từ việc nhìn một tác phẩm khéo léo của Franz Hals trong một khu vực an ninh cao ở ngoại ô Groningen là gì? Đó là một bức tranh rất thú vị, được hoàn thành vào năm 1922. Và tôi chắc chắn rằng nó được thực hiện dưới sự hợp tác của Van Wijngaarden, người phục chế và làm giả tranh đã thành danh, người học việc trẻ tuổi của ông ta, Han van Meegeren, người mà tôi nghĩ ông ta bảo làm phần viền lạ lùng này. Với bức tranh đó, ông ta đang ở ngã ba đường. Ông ta sẽ trở thành một họa sĩ theo đúng nghĩa chứ? Hay ông ta sẽ trở thành một kẻ giả mạo? Tôi nghĩ đây là thời điểm mà Van Meegeren đã quyết định chọn con đường của quỷ. Ngay cả vào đầu những năm 1920, ông ta đã dính líu đến một hội giả mạo, làm những bức tranh mà đôi khi đạt tiêu chuẩn và đôi khi không. Có vẻ như ông ta đã tham gia sớm hơn và sâu hơn nhiều so với những gì ông ta từng thừa nhận. Vậy có thể ông ta còn nói dối điều gì nữa? Ví dụ như kỹ thuật xuất sắc của ông ta. Trong lời thú nhận của mình, ông ta nói điều này. Trong một gian hàng sách nhỏ ở The Hague, tôi tìm thấy một tập sách dày có tên là Dầu và Chất Béo. Trong một sự may mắn tuyệt đối, nó có một chương nhỏ nói về việc làm cứng nhựa. Bằng cách này, tôi đã khám phá ra cách tái tạo độ cứng của sơn thế kỷ 17. Nhưng hãy đợi đã, một sự may mắn ư? Hãy nhớ rằng, chúng ta đang nói về hóa học phức tạp. Và tôi đã đi gặp một người ở Anh cho thấy hoạt động của Van Meegeren phức tạp hơn thế nhiều. Van Meegeren có một mối liên hệ hấp dẫn với một doanh nhân giàu có, từng là một nhà tài trợ hào phóng cho bảo tàng Ashmolean ở Oxford. Ở đây chúng ta có một bức tranh đích thực của Han van Meegeren, một bức chân dung mà ông ấy thực hiện vào những năm 1920. Và nó có được ký tên không? Có. Ở góc dưới bên phải được sơn màu đỏ. Điều đó rất hiếm. Đó là một điều hiếm có. Ông ta đã ký rất nhiều bức tranh và luôn luôn có họ bắt đầu bằng chữ V, nhưng không quá nhiều đối với họ của chính ông ta. Đây là Theodor Ward. Chúng tôi biết gia đình ông ấy đến từ Đức. Ông ấy bắt đầu kinh doanh và doanh nghiệp gia đình là một công ty sơn được thành lập bởi cha ông ấy, có tên là Hofschapfer. Và ông ấy đặt tên công ty là Hofschapfer Paint. Ông ấy kiếm tiền từ sơn dầu công nghiệp để làm kín vỏ tàu, để chúng không bị han rỉ khi ở dưới nước. Vì vậy, ông ấy là một chuyên gia hàng đầu về hóa học sơn. Có thể nói vậy.
Tôi chỉ mới bắt đầu suy luận thôi. Vậy cô có tài liệu nào không? Có gì cô có thể cho tôi xem không? Có một lá thư đề cập đến Hans van Meegeren vào năm 1928. Lá thư được viết bởi con trai của Theodore Watt. Van Meegeren rất thú vị bởi vì cha tôi nhận thức được xu hướng vẽ tranh dưới một cái tên khác của ông ấy và rất thành công. Đó là một trò đùa cởi mở giữa ông ấy và cha mẹ tôi. Đây là thứ được gọi là bằng chứng. Vâng. Vậy là bằng chứng tuyệt đối dưới hình thức bức tranh đó chỉ ra rằng Hans van Meegeren đã tiếp xúc gần gũi với một người đàn ông đang nghiên cứu về công nghệ sơn mới, hóa học sơn mới vào những năm 1920. Và tôi nghĩ rằng Van Meegeren đã lấy nguyên liệu Bakelite ma thuật của mình thông qua Watt hoặc một người có liên hệ với Watt. Vậy ông ta còn đang che giấu điều gì nữa? Ông ta nói rằng tất cả những gì ông ta muốn làm là phát minh ra một kiểu tranh Vermeer mới, nhưng có một số bằng chứng nhanh chóng và chắc chắn tại Carrick Museum cho thấy ông ta đã ở đó trong nhiều năm. Phục chế trưởng Ari Wallet đã đồng ý cho tôi xem bên trong phòng lưu trữ. Tất cả đây là những thứ mà họ lấy từ xưởng vẽ của ông ta. Cảnh sát. Đúng là cảnh sát. Đây là vật liệu mà ông ta đã sử dụng để làm giả tranh. Đó là bằng chứng. Vì vậy, đây là bằng chứng. Đây là hộp thủ thuật của ông ta, một hộp vật liệu của ông ta. Có thuốc ameton nổi tiếng hoặc formaldehyde nào không? Có. Chất lỏng này là chất pha màu kỳ diệu. Đây là thủ thuật bậc thầy để vượt qua bài thử nồng độ cồn. Đúng vậy, rất hiệu quả. Chúng tôi cũng đã có một vài thí nghiệm của ông ta trong việc giả mạo Vermeer. Vâng, như anh có thể thấy ở đây, người phụ nữ trong chiếc váy màu xanh này. Đó là một bức tranh về người phụ nữ mặc váy màu xanh lam trong bộ sưu tập Rijks Museum. Nét mặt nhìn nghiêng của cô ấy chính xác là nét mặt nhìn nghiêng của cô ấy ở đây. Vì vậy, nếu anh thấy ở đây, đó chính là nét nhìn nghiêng giống nhau. Nhưng sau đó anh thấy rằng ông ta có chiếc bông tai khổng lồ này và đó là chiếc bông tai bằng ngọc trai của Mauritius. Vì vậy, ông ta đã lắp ghép nó. Vâng, nó giống như một bức tranh ghép. Và đây là một trong những thí nghiệm ban đầu khác, nơi ông ta vẫn chưa quyết định về chiến thuật tuyệt vời của mình trong việc sáng tạo ra một thời kỳ đã mất. Ông ta vẫn đang cố gắng suy nghĩ làm thế nào để có thể sao chép. Ông ta vẫn đang cố gắng tạo ra các tác phẩm Vermeer thực tế. Rõ ràng là các bức tranh Vermeer cổ điển. Ở đây có một bức ảnh bằng chứng 1/45 trong vụ án chống lại Hans van Meegeren. Đúng vậy, tôi thích nó. Đây là bức ảnh chụp bức tranh nổi tiếng này. Và anh có thể thấy ông ta đã dùng bức tranh này để tạo ra cô ấy. Anh có thể thấy ở đây, chiếc áo khoác này chính là chiếc áo khoác này, nhưng ông ta đã cố gắng làm cho nó rộng hơn một chút. Đó là thủ đoạn khá thông thường của kẻ giả mạo. Chắc chắn rồi. Bạn nhìn vào kho tài nguyên hiện có của Vermeer thực và bạn nghĩ mọi người có thể sẽ tin rằng ông ta đã sử dụng lại cùng một mô hình. Đối với tôi, dường như ông ta đang vò đầu bứt tai trước thiên tài của Vermeer và nghĩ mình có thể làm những gì mà Vermeer đã làm. Tấm thảm vẽ khá tốt, nhưng ví dụ, phần trái cây, nó rườm rà, nó hơi rườm rà. Đây là một cái gì đó gần với sự thật. Anh có thể thấy cách ông ta vẽ. Anh không cần phải dựa vào lời nói của ông ta, bởi vì lời nói của ông ta gần như là giả. Có lẽ đây chỉ là những thử nghiệm, bởi vì chúng không bao giờ được bán. Nhưng nếu bạn tìm hiểu sâu hơn về doanh số của những bức tranh được cho là của Vermeer vào những năm 1920, bạn sẽ bắt gặp một số bức tranh khéo léo mà bây giờ cũng được cho là của Van Meegeren, được bán chủ yếu cho các nhà sưu tập ở Mỹ. Vậy tất cả những điều này cho chúng ta biết gì về Hans van Meegeren?
rõ ràng bức bữa tối ở Emmaus không phải là một trò lố. Đây không phải là lần giả mạo đầu tiên của ông ta. Nó thậm chí không phải là bức tranh đầu tiên của Vermeer mà ông ta giả mạo. Đó là một trò lừa hoàn hảo của một tên tội phạm chuyên nghiệp, kẻ đã phát triển kỹ thuật của mình từ đồ giả này sang đồ giả khác. Nhưng nó cũng là một cái gì đó khác. Chính lời nói dối hoành hoang đã mở đầu cho những lời nói dối khác. Bởi vì Van Meegeren đã tạo ra một giai đoạn hoàn toàn mới trong tác phẩm của Vermeer. Vì vậy, ông ta chỉ cần lặp lại thủ thuật của mình và nó sẽ giống như việc in tiền vậy. Và khoảng thời gian đen tối mà ông ta đã sống vô tình thành công. Ngày 10 tháng 5 năm 1940, lực lượng mặt đất của Đức Quốc xã đã phá tan các tuyến phòng thủ biên giới được dựng lên một cách ngẫu hứng và vội vàng. Cuộc xâm lược Hà Lan của Đức Quốc xã năm 1940 đánh dấu một trong những chương ảm đạm nhất trong lịch sử Hà Lan. Người Hà Lan đã phải nhận thất bại. Trong vòng vài ngày, đất nước này đầu hàng, chính phủ tháo chạy và một chế độ liên minh được lập lên. Một liên minh mới được lập lên. Và Amsterdam tràn ngập Đức Quốc xã, những kẻ cướp phá mỹ thuật lớn nhất trong lịch sử. Sự hỗn loạn, bất định và bất an nội trị. Đây thực sự là những điều kiện hoàn hảo cho một kẻ lừa đảo như Van Meegeren. Thị trường mỹ thuật trở nên quá tải. Một số người bán tác phẩm mỹ thuật để lấy tiền mặt, những người khác mua để làm hàng rào chống lạm phát. Và Van Meegeren bắn thẳng với một bức tranh Vermeer hướng về Chúa Giê-xu. Và sau đó là một bữa tối cuối cùng. Ông ta thậm chí còn bán một vài bức tranh giả của Peter de Hoeches. Và kẻ lừa đảo hoạt động liên tục mọi lúc. Có người trung gian, có câu chuyện gây thổn thức. Ồ, một gia đình Hà Lan nghèo khó, phải giấu tên. Sau đó đến tiền. Nhưng hãy nhìn bức tranh này. Được bán với giá 1.275.000 Guilder. Đây là bức tranh thứ tư của Vermeer mới được phát hiện, được tung ra thị trường chỉ trong vòng 4 năm. Giá tăng gấp đôi kể từ bức thứ nhất. Và chất lượng Vermeer, thật không? Ông ta đang dần tự mãn. Ông ta đang yêu cầu người mua, các bảo tàng, các chuyên gia, tất cả mọi người liên quan đến mỹ thuật ngày càng bớt tin tưởng hơn. Và ông ta thoát được vì họ muốn tin vào ảo tưởng mà ông ta đã tạo ra. And he gets away with it precisely because they want to believe in the illusion that he's created. Sau khi sử dụng phép thuật của mình, Van Meegeren thẳng tay cầm tiền, dường như không có giới hạn nào cho những gì ông ta sẽ làm. Bức tranh Vermeer tiếp theo của ông ta được lưu truyền với một câu chuyện rằng người Đức muốn mua nó và việc mua bán phải được kết thúc nhanh chóng. Để giữ bức tranh quý giá trong nước, Hội Mỹ thuật Hà Lan đã rút quỹ di sản thời chiến quý giá của họ. Họ mua nó cho Rijksmuseum. Ngày nay, nó vẫn ở đó, bị chôn vùi trong các cửa hàng. Điều này sẽ thật đau lòng. Tôi đã không mong nó sẽ tốt. Nhưng tôi đã không hy vọng một cái gì đó khá thật tệ. Vâng, tôi không có ý cười. Bởi vì tôi biết rằng 60% quỹ dành cho di sản của Hà Lan thực sự đã được chi cho bức tranh này. 1,2 triệu Guilder. Không biết quy đổi sang tiền hiện đại là bao nhiêu? 9 triệu euro à? Đó là một số tiền lớn. Vâng, tôi nghĩ một phần là do áp lực đặt ra cho ủy ban những năm thời chiến. Và họ không muốn di sản của Hà Lan được chuyển giao cho người Đức. Vì vậy, có một chút áp lực. Nó trông không giống bức tranh của Vermeer.
Ý tôi là khuôn mặt của Mary Magdalene. Cô ấy trông giống như một chú hề Berlin với bộ mặt trắng bệch từ một quán rượu Weimar những năm 1930. Ý tôi là nó thật khác thường. Đó là Greta Garbo. Và có những gương mặt quen thuộc. Bánh mì Portai chưa bao giờ tệ hơn thế. Cái bình, trời ơi, nó cho thấy lúc đó ông ấy đã trở nên tự tin đến mức nào, kiêu ngạo đến mức nào. Mức độ giả mạo của ông ta ngày càng gia tăng, đến mức mà ta nghĩ rằng ông ta đang cố xem mình có thể đi bao xa trước khi bị bắt. Đây thực sự là điều tồi tệ nhất ta có thể nhận được. Vậy là bảo tàng không hoài nghi gì, không có kiểm tra gì sao? Có chứ. Khi bức tranh này được đưa ra để mua lại, hội đồng đã khá do dự. Họ nghĩ bức này có một chút kỳ lạ. Và lúc đó họ đã yêu cầu một nhà khoa học phân tích một mẫu. Ông ấy đã lấy một mẫu màu xanh lam. Ông ấy dự kiến sẽ tìm màu xanh biếc và ông ấy đã tìm ra nó. Vì vậy, tích vào ô vuông, nó đã được chấp nhận. Đó là một xác nhận có tính thiên vị. Được rồi, tôi sẽ để anh một mình với nó. Giúp với, đau quá, đau mắt quá. Đó là một con quái vật. Nhưng nó không chỉ là một bài kiểm tra có trọng lượng. Điều thực sự thành công là ý kiến của chuyên gia về những bức tranh đầu tiên của Vermeer này. Vâng, Dirk Hanema, người đã xác nhận rằng bức rửa chân thực sự được vẽ bởi cùng một người đã làm ra bữa tối ở Emmaus. Và ông ấy đã rất đúng.